This could be us. So back to what I was saying. This could be us. Get too close, and you might get burned. Đêm nay chúng ta có thuộc về nhau không nhỉ? Oh my god! Wow! Chúng ta có thuộc về nhau không nhỉ? Tiếng hồi chi? Tiếng hồi chi?